ta tiếp tục cuộc hành trình ở tỉnh Osaka đúng không? Mà nói đến Osaka mà không đến cái địa điểm mà gọi là ai cũng biết, ai cũng yêu mến, đấy là con phố thương mại nổi tiếng Dotonbori, thì cả gia đình mình sẽ cùng khám phá cái phố này nhá. Đây là cái biểu tượng của cái Dotonbori, của cái khu phố này. Đấy, khu phố này là cái biển hiệu của cái Glico, cái thằng kiểu đứng như này, dai như này. Đây là một cái biểu tượng nói đến cái phố này và nói đến Osaka là nói được cái hình ảnh poster này. Đấy, mình bắt đầu từ đây xong mình đi dạo quanh cái khu phố này xem nó có cái địa điểm gì vui nhá. Đây cái phố Dotonbori đấy là một trong những phố rất trung tâm. Dotonbori. Đấy là khu trung tâm của Osaka này. Đấy, hai dọc hàng này. Nó làm những cái biển hiệu rất là đặc trưng như Osaka. Đây này, người Osaka có cái đặc tính là họ rất là kiểu, thích nổi bật. Thích gọi là rõ ràng, mảnh mạch ra. Cho nên những cái biển hiệu của các bạn đây này rất là buồn cười. Ví dụ như quán là quán thịt nướng chẳng hạn, thì họ cho treo hẳn con bò bên ngoài này. Đấy, bên này cũng thế này. Bò đây là chỗ là khu quán thịt nướng này. Đấy, trông buồn cười không? Đây bắt đầu cả khu phố các bạn nhìn nhá. Khu phố bên này này. Đấy, rồng giếc lượn bay hết ra ngoài này. Đấy, ở đây là nổi tiếng takoyaki. Takoyaki đấy tí nữa chín mình ăn này. Đi vòng một vòng mình ăn. Đấy. Thực ra là mình đi Osaka bao lần đấy nhưng mà chưa đến phố này, tại vì là đi làm mà. Hay quá. Đây quán này là quán kani, là quán cua, là có con cua cho ra ngoài. Tức là cái gì bán gì thì bán hết. Xin mời ra đấy. Còn bên này là quán mì biển hiệu rồng. Rồng vàng thì có con rồng bay ra. Đấy, kiểu nó phải thế nó mới gọi là nổi bật. Đây là quán là Kushiyaki là cũng rất là nổi tiếng, là một trong món nổi tiếng cái này. Thì có một cái biển ra luôn. Đây này, Dotonbori này. Đấy, takoyaki, okonomiyaki, đấy, những cái món nổi tiếng của Osaka đây. Đi ra xem. Ơi, con rồng nó còn lòi đuôi ra ngoài này. Làm rất là real, đẹp. À, có sushi kìa. Sushi kìa. Đó, ông ăn sushi kìa. Quán này gì mà đã xếp hàng từ sáng rồi này. Takoyaki này, quán này nổi tiếng này. Và những quán nào mà nổi tiếng thì nó xếp hàng là biết ngay. Hay nhỉ. Đi ăn thử. Đấy, dân nó ăn sớm này đấy, tí nữa mình cho mình mua ăn. Đây, sushi này, kushikatsu này, quán này, quán kushikatsu này, sushi, có một cái sushi phò ra ngoài này. Trông rất là Osaka. Đây là một cái biểu tượng của khu này này, cái thằng này này, đấy, thần tài này. Đấy, ra đánh chuông này, quán này đây. Đây là quán là sushi. Sushi tan mai này. Rất dễ hiểu. Osaka. Có là ấy chưa? Takoyaki kìa. Đâu? Ồ, đấy. Lòi cả đây. Rất thật luôn. Rồi takoyaki có con mực, bạch tuộc thì bạch tuộc luôn. Đây, bạch tuộc cũng hảo, con bạch tuộc phòi ra luôn cho mình ngắm luôn. Rất Osaka. Vui quá. Dễ hiểu. Mình rất là dễ hiểu, người Osaka rất là hay đấy. Anh chàng hai bên thì bạch tuộc. Con bạch tuộc có to chưa? Nông dân. Dân nhỏ. Rất thích nổi bật, rất thích phóng đại, hiểu không? Đây này, đây, Yuga này. Osaka Oso này, nó nổi tiếng Osaka. Yuga là lên luôn cả Yuga, lên hình luôn đó. Rất là vui, đi phố này, nhìn nơi ngắm lợn thích. Bây giờ mới 10 giờ, đấy, nhưng mà đã thấy bắt đầu đông rồi, dân tình đi lại rất là đông, vui. Okonomiyaki này. Đây. Lên TV. Nhìn phải ra bên này, Thôi này. Anh chờ lên đây con, vào đây. Đấy, bây giờ xong dạo phố rồi chúng mình sẽ phải vào đây xem một số cửa hàng đặc trưng thế nào nhá. Đây là cửa hàng lưu niệm này. Wow, đúng là đặc trưng của Osaka. Rất là rực rỡ. bánh kẹo, tất nhiên là bánh kẹo rồi đó. Đây là biểu tượng này, Osaka này, hình như kiểu cái chú hề đánh trống này. Đấy, cái mẹo ai này. Make in Japan ấy. Wow, à bánh Bakyo. À đây, có cả cái để ấy anh. Okonomiyaki kawaii, Shinsekai là size trò nhỏ nhất thế giới. Ăn tên nhỏ rất nhiều ý tưởng hay. Osaka. Người Osaka là cũng là người Nhật thôi, nhưng mà ý là vùng khác ấy, nên văn hóa địa phương cũng rất là khác biệt nhá. Không phải là Nhật Bản đâu cũng giống nhau. Đây là takoyaki đấy. Ngoài ra này có những cái kiểu như hình đặc trưng, nhà mình sẽ lấy hai cái đặc trưng nhất thôi. Đấy là cái này nha, Osaka và takoyaki. Bạn tìm được cái gì hay chứ hả bạn? Cái người khẩu vị của người Osaka nó cũng hơi khác người trên Tokyo ấy nhỉ, ăn ngọt hơn. Đấy, đặc trưng là takoyaki. Đến đây mà không ăn takoyaki rất là phí đúng không các bạn? Nên nhà mình sẽ vào ăn một cái quán takoyaki nổi tiếng nhất ở đây, ở cái phố này, và đi vào xếp hàng cùng ăn nhé. Đây bây giờ mới 10 giờ hơn mà đã người đã xếp hàng đầy đây này. Hai anh chàng ra vào xếp hàng đấy đi, và đứng trước vào hàng như bố. Bố cầm này thôi. Đây, quán này có vẻ nổi tiếng. Đấy, mình nghe đọc trên mạng là bảo cứ quán nào mà đông người xếp hàng là biết ngay là quán ấy ngon hay không. Đấy, nó tự phong nó là lô 1 này. Rất là đông, rất là xôm. Đây này, chưa chi đã có một cái hàng dài rồi này. Cái hàng dài chắc phải 30 phút nữa. Nhanh nhưng mà coi hàng nhanh. Đấy, nhìn cái phố, cả cái phố trông rất là tấp nập, đông vui. Từ sáng sớm rồi à? Dạ. Hai eto. Ô, iri. Hai ni. Hai ima taimasu. Hai. Hai ni kai, hai ni. Ô, đây rồi. Anh cả. Ô, trông đẹp quá nhỉ. Đi lên lên tầng 2, mình có chỗ ngồi tầng 2 rồi. Đây quán này ở cái tầng 2 có chỗ ngồi cho mình, rất là tiện. Đây anh cầm mình nữa. Nóng. Đây. Ở đây nhá, và coi như là cái này là loại tổng hợp. Tức là mỗi loại là hai. Ồ, đĩa nhỏ đấy. À, in đây. Hai cái này, mỗi thằng ăn thử cái nhá. Ăn đây là hai loại chuẩn đấy nhỉ. Các loại gia vị à? Rồi đi. Itadakimasu. Hai chị em ăn phù nóng đi nhá, khổ phù nhá. Đầu tiên ăn takoyaki ở Osaka. Tức là thứ thiệt đấy, mà ăn ở Tokyo thì nhiều rồi, nhưng mà ăn gọi là thứ thiệt ở đây. Phố này, trong phố này mới lại của hương vị Osaka thì là đầu tiên. Bây giờ các bạn thử tiếp với mình nhá. Có muối này, rất là nhiều vị. Ngon. Bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm, tolo vậy sẽ có miếng bạch tuộc nữa. Đúng ạ. Món này nóng ngon, nhưng mà ngon. Vừa ăn vừa thổi, ngon quá. Trong vị khác nhau ấy chứ, nhưng ra trong khác nhau, muối là nó đậm hơn ở trong. Ngon không? Ngon, thơm. Hai bạn chắc được chưa? Chưa ăn được cái nóng à? Bạn Vi thử đây mà, thử các bạn. Tiếp theo mình sẽ đến một cái địa điểm, cũng là một cái khu phố gọi là thương mại nổi tiếng ở Osaka. bên cạnh Đông Tokuri, đấy là cái phố Shinsekai thế giới mới. Thì cái phố này cũng mang đặc trưng của Osaka như là kiểu các cái biển hiệu rất là rực rỡ này. Ngoài ra còn có những cái món ăn khác nữa. Thì bây giờ nhà mình lại đi và lại tiếp tục chén nhé. Đây cái phố này thì nó nằm ngay dưới chân cái tháp gọi tháp Tsuten, là cái tháp rất là nổi tiếng ở Osaka, gọi như là tháp Tokyo ở Osaka ấy. Cái tháp này ấy, thì là khi mà corona ấy, nó mà phát triển hoành hành rất là mạnh ấy, thì nó thành cái biểu tượng của Osaka là gì, nó bật đèn. Ví dụ như là đèn đỏ thì là cái tình trạng corona rất là nghiêm trọng, và tình trạng ok nó chuyển thành đèn xanh, nên là người dân nhìn đây như là cái biểu tượng là chống đối, chống lại corona, rất là nổi tiếng khắp Nhật. Đây cái khu phố này nó rất đặc biệt rồi, nó đúng là kiểu Osaka các bạn ạ. Nhìn này, quán kiếc, ví dụ như là quán Tsuzukame kia thì nó có một con chim và một con rùa, nó làm biểu tượng ở đây luôn chẳng hạn này. Quán này là quán gì đây, quán ebi thì nó có ebi, mới cả quán okonomiyaki thì làm một cái biểu tượng như này luôn, nhìn rất là rõ ràng và dễ hiểu. Đấy, còn các quán này đều rất kiểu mà khuếch đại lên. Đấy, đúng là cái đặc tính của người dân ở đây, rất là phóng khoáng. Dạo khu ấy cũng rất là vui này. Đây còn Kushiyaki. Ô, gì to này. Ông này có vẻ nổi tiếng đây này, ông mình nhiều ha. Wow. Quán này quán gì đấy? Này cũng là kushikatsu. Đấy thì cái khu này nó nổi tiếng là món kushikatsu là còn món gì? Nó là cái món mà mình xiên que này, xiên que nướng này vào xong rồi rán lên. Đây, bình thường ví dụ nó xiên vào trứng này, xong là bọc tẩm bột rán, nó cá cũng thế này, rất nhiều thứ bọc ở bên trong. Đấy, xong mình rán lên ăn. Nên một món thứ hai rất là nổi tiếng ở Osaka và rất là ở khu này. Trên thấy rất nhiều quán như này. Đây này, quán này cũng phải nổi tiếng này, rất nhiều người vào này. Đây này, người quán này gọi là Yokozuna của thế giới, gọi là Kushikatsu, tức là nhà vô địch của Kushikatsu. Đấy, biểu tượng người toàn Yokozuna luôn này, rất là dễ hiểu. Đây là cái menu của nó đây, mình sẽ đi một vòng một tí nữa mình xem và vào. Quán này nhiều là game đấu dinh. Đây này, quán này rất là nhiều cái game đấu dinh nó đi, chứ là những người nổi tiếng người ta đến đây người ta ký này. Ồ, anh chàng là gì? 10 người. Rồi cái này 1.800 của một đĩa to này, vì làm cái này ăn luôn. Cái này ăn khỏi về luôn. Yeah. Xem này cũng thấy là khỏe, cảm giác rất là khoái chí luôn, vui vẻ. Nhìn như là lễ hội này. Nè, kia kìa, cái đặc tính ấy, rất đặc trưng của người Osaka là họ rất là HD, tức là rất là gọi là ăn mặc kiểu loè loẹt nổi bật. Đúng rồi. Đây, ông này ông mặc cả bộ đấy, có người phỏng vấn kiểu rất là khoái chí, rất thích nổi bật. Nói chung là quán xá cũng thế đây này, nhưng mình rất thích những cái kiểu nét kiểu văn hóa này, vui. Đây, sau khi mình đi lượn rồi mình thấy quán này có vẻ rất là dân dã nhưng mà lại đông người. Oyaji no Kushiyaki. Trước kia có một cái biển này luôn này, mình vào đây xem. Đây, mình vào trong này luôn này. Trong này có cái xe bus luôn này. Bus ra được. Phong cách rất là cổ ha. Mình thấy cái xe này rất là hay cho mình bảo ông cho mình vào đây ngồi cho yên tĩnh này. Đây cả nhà mình gọi là Kaski đi trong cái xe này. Ngồi xe bác rồi. Trong mùa hè có bật quạt kìa. Hay không? Đấy. Ngồi đây thích này đấy chưa? Gì? Nè, ngồi đây này đỡ bị mùi thuốc này. Mẹ thì chắc là mẹ ăn thử cái này thôi. Là anh chàng này Shinsekai này, lamune của con này. Tức là tên này. Đây. Thử cái này mà. Cái này của mẹ. Tưởng nó bia phải bươi đâu. Ồ. Shinsekai thì cay tên được cả. Cuối cùng cả nhà chưa vào cái xe buýt đấy. Đây, đồ ăn nhà mình đã ra rồi đây. Đấy, ngon này. Đấy, cái bàn này ở trong xe kia chặt mình ngồi chơi tí thôi, ra đây ngồi cho thoải mái. Đây, quán này rộng này. Chén cái món này nha. Thử xem nào. Ăn món này, bọn này thích ăn món trứng chim cút rán. Ngon con. Ngon, đây là cõi sen. Đúng không? Sen này. Củ sen. Củ sen. Thử ăn này nha. Thử. Đúng không? Ngon nhở? Ngon nhở? Ôi kì hả? Sốt được chuyển nó dưới chân tâm. Không. Có đều loãng. Không đặc mình nghĩ. Có dễ rồi không? Rồi, sốt rồi, cho sốt rồi ngon. Mọng. Mọng. Thử cái này nha. Cái gì đây? Thịt à? Thịt đất lợn với bột bò. Không có gì thịt thịt này. Ngon là chị. Chị bây giờ bắt đầu ăn đấy, đúng không? Lúc ấy nóng quá đúng không? Ngon. Cho sốt vào ngon. Rồi. Đây là con mực. Đây món gì con? Buta? Lợn à? Lợn ngon à? Mày ăn thử món hotate, đấy là món sò điệp và mày ăn thử em nào. Về cơ bản là tất cả các thứ đều tẩm bột và rán lên hết. Rất đơn giản. Mỗi nhà, mỗi người ăn miếng ăn thử. Con này là con mực đúng không? À, con shisamo, cá. Ngon, ngon khác một khi mình hay rán nữa. Người ăn lại ngon kiểu khác. Tầm bột rán. Bắp cải miễn phí. Món gì đấy con? Bò. Bò à? Hay nhỉ. Xong mình ăn mình sẽ quyết định em cái nào mình gọi thêm đúng không? Ăn một loạt rồi xong ăn thử. Sau khi ăn các món thì mình quyết định gọi thêm là ba món là món trứng cút này, món lợn này và ăn thử món cheese. Đây là món cheese rán em nhà. Thôi mẹ chắc chỉ một quả trứng này mẹ dùng à? Ăn cho mẹ một quả trứng nào. Tại vì ngoan nó nhờ là vì cho mẹ ngay. Thôi cho mẹ thôi luôn, mẹ ăn mấy cái này nó con. Chúng ta thử ăn cái cheese dự này. Ăn thử cái món cheese ngon lắm. Ngon. Hay đúng không? Đó là vì chắc là vì thích cả nhà, vì thích cái loại này. Cheese đấy, ở trong nó chảy ra ngoài đấy, với bột đấy. Chi dự rán. Này là vì thử này đi. Phù đi. Nóng á. Kéo luôn cả cái gậy ra được không? Đấy, đúng rồi. Đúng. Rất là ngon. Rất là ngon, tuyệt vời. Chị nghiện món trứng à? Chị thích cái gì mà ăn bằng nào? Chán rồi. Thế là nhà mình đã coi như có một buổi vui chơi gọi là nửa ngày đấy, tuyệt vời ở cái khu phố này, cũng là ăn uống này, rồi là ngắm cảnh những cái không khí khác lạ của Osaka. Xin mời các bạn hãy ủng hộ gia đình nhà mình trong các hành trình tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video của Nhà Sakura. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhà mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.